Như đã nhiều lần phản ánh, phim trường sinh thái có tên Secret Garden, tạm dịch là khu vườn bí mật, mọc chui trong vùng lõi di tích thắng cảnh quốc gia Hồ Tuyền Lâm ở tiểu khu 162, phường 4, thành phố Đà Lạt. Nằm trong phần đất tỉnh Lâm Đồng đã giao cho công ty cổ phần Nhật Nguyên để đầu tư dự án, đã tạo nên cơn sốt khi thu hút khá đông du khách, nhất là giới trẻ đến sống ảo trong suốt nhiều tháng qua. Từ ngày 16 tháng 8 năm 2018 đến ngày 20 tháng 8 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã ban hành hai quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổng cộng 70 triệu đồng vì xây dựng công trình không có giấy phép và gạt 200 mét vuông đất rừng phòng hộ trái phép để làm bãi đổ xe. Quyết định xử phạt kèm theo yêu cầu tháo dỡ các công trình không phép, hoàn nguyên việc san gạt trái phép. Thế nhưng ít nhất đến ngày 10 tháng 2 năm 2019, phim trường này vẫn còn hoạt động bán vé, thu tiền du khách. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, qua kiểm tra, Thanh tra Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Lâm Đồng xác nhận có nhiều sai phạm tại công trình, đồng thời đưa ra tối hậu thư yêu cầu công ty cổ phần Nhật Nguyên phải hoàn thành việc tháo dỡ các công trình vi phạm trước ngày 15 tháng 2 năm 2019 tại phim trường Secret Garden. Và đúng ngày 15 tháng 2 này, Thanh tra Sở sẽ phúc tra kết quả khắc phục và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm nếu công ty không chấp hành.